đến Nha Trang thì đừng nên bỏ qua món bánh căn bánh xèo đặc sản của Nha Trang. Mình đang gọi một dĩa bánh căn căng cẩm, có thịt, có tôm, có mực, có trứng cút. Nhìn hấp dẫn ghê chưa à. Và quán của cô đây thì đối diện với tháp bà, quán bánh căn cô Tư. Khách du lịch vào đây thưởng thức cái món bánh căn của cô rất là đông, rất là nhiều luôn. Chưa ăn mà miệng đã tưới nước miếng rồi. Vô. Bánh nó giòn. Mực nó ngọt. Ngon lắm. Xong cắn miếng xoài nó chua chua nữa. Nó có vị béo béo của mỡ hành á. Bánh nào cũng có trứng ở trong đó hết. Ăn ngon quá ạ. Mà bánh căn này á, nó khác bánh khọt ở chỗ là nó rất ít dầu. Nó rất là khô và ráo dầu ha. Nó không có nhiều dầu giống như là bánh khọt của miền Tây. Mực tôm. Ăn được lắm. Hợp cho mấy bạn nữ đái ẩm. Nhìn hấp dẫn không? Nhìn thèm không? Wow, hấp dẫn quá. Chảy nước miếng luôn. Nè, đối diện là tháp bà kìa. Bên kia khách du lịch thì thôi. Hồi nãy là cách ăn của mình, còn bây giờ là cách ăn của người bản địa, là sẽ bỏ hầm nè, xoài nè vô trong cái chén nước mắm, rồi sau đó mới lấy một cục xíu mại, thấy không, dầm ra, dầm ra rồi mới lấy cái bánh căn nè đó múc bỏ vô, sau đó thì ăn rau kèm chứ không có gói chấm. Đây là cách ăn của người bản địa, đúng không?
chớ mình ăn quen cái kiểu miền Tây á, mình gói mà mình chấm thì nó hơi bị lệch tông đó. Bây giờ muốn ăn lâu thì mới bỏ vô vậy đó. Hiểu không, hiểu không? Hai cách ăn khác nhau nha, nó cho ra cái mùi vị khác nhau. Bây giờ mình mới ăn nè, bánh căn với rau với xíu mại, rồi sau đó ăn bánh căn, ăn xoài, rồi bây giờ mới ăn nè. Ăn này mới đúng nghĩa của ăn bánh căn Nha Trang nha. Đó, chính vì vậy tại sao hôm nay caption của mình đó, của cái title của cái clip này có tên là ăn bánh căn sao cho đúng cách người Nha Trang. Đúng là ăn về ngon hơn nhiều cô ha, nó đậm đà hơn.